mà còn là động lực xoay chuyển tâm hồn con người từ hung dữ trở thành thiện lương. Nhờ hội tụ nhân duyên và được học thức tam bảo gia hộ mà ngày nay thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng trong ngày lễ khánh thành này được cung thỉnh và an vị Ngọc Sát Lợi Phật từ Ấn Độ rước về, do Hòa Thượng Thích Đắc Quyền Tổng Thư Ký Ban Quản trị Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam mang về từ xứ Ấn Độ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này xin quý Phật tử ở phía trước chúng ta nhường một lối đi để cho chư thiền đức tăng cung kính Ngọc Sáu Lợi Phật vào an trí trong đại chúng chủ điện. Các em trong ban dân hoa chuẩn bị những lẵng hoa và bây giờ có thể làm hàng rào giúp đỡ Ngọc Xá Lợi hai bên trang nghiêm chắp tay dân hoa cúng dường Ngọc Xá Lợi ở trước cổng của